Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Nga cảnh báo phương Tây đang đùa với lửa khi hỗ trợ Ukraine. Nga tuyên bố phương Tây đang đùa với lửa khi cân nhắc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa phương Tây. Ukraine tập kích vào vùng Kursk thuộc phía Tây của Nga vào ngày 6 tháng 8 và sau đó kiểm soát một phần khu vực này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ đáp trả tương xứng. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết phương Tây đang tìm cách leo thang xung đột tại Ukraine và tự chuốc lấy rắc rối khi xem xét các yêu cầu của Ukraine về việc nới lỏng các hạn chế sử dụng vũ khí do nước ngoài cung cấp. Ông Lavrov nói với các phóng viên tại Moscow: "Chúng tôi đang xác nhận một lần nữa rằng việc chơi với lửa là một điều rất nguy hiểm đối với những người trưởng thành được giao phó vũ khí hạt nhân ở một hoặc một số quốc gia phương Tây." Ông Lavrov cho biết thêm, Nga đang làm rõ học thuyết hạt nhân của nước này. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga nêu rõ, Nga có thể sử dụng loại vũ khí này để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc một cuộc tấn công thông thường gây ra mối đe dọa sống còn. Kể từ năm 2020, Tổng thống Putin nhiều lần cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn nhiều liên quan đến các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Mặc dù ông nhấn mạnh Nga không muốn xung đột với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Về đòn tập kích vùng Kursk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng 8 cho biết cuộc tấn công của nước này vào vùng Kursk của Nga cho thấy rằng các mối đe dọa trả đũa của Điện Kremlin chỉ là lời nói suông. Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh mạnh dạn hơn trong quyết định về cách giúp đỡ Kiev. Phía Nga tuyên bố vũ khí phương Tây, bao gồm xe tăng Anh và hệ thống tên lửa của Mỹ, đã được Ukraine sử dụng ở Kursk. Kiev xác nhận việc sử dụng tên lửa HIMARS của Mỹ để phá hủy các cây cầu ở Kursk. Mỹ từng nói Ukraine không hề thông báo cho Washington về việc xâm nhập vùng Kursk vào ngày 6 tháng 8. Phía Mỹ cũng nhấn mạnh không hề tham gia vào khâu nào trong chiến dịch của Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR Sergei Naryshkin ngày 27 tháng 8 nhấn mạnh Moscow không tin vào lời khẳng định trên của phương Tây. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định sự tham gia của Mỹ vào chiến dịch vùng Kursk do Ukraine đang triển khai là sự thật hiển nhiên. Tờ New York Times đưa tin, Anh và Mỹ đã cung cấp ảnh vệ tinh và một số thông tin khác cho Ukraine tại Kursk trong những ngày sau cuộc tập kích của Ukraine. Tờ báo cho biết thông tin tình báo này nhằm mục đích giúp Ukraine theo dõi tốt hơn lực lượng tăng viện của Nga. Yêu cầu đặc biệt của Ukraine với Anh. Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị Anh bảo vệ Ukraine khỏi các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga, theo cách họ đã bảo vệ Israel khỏi điều tương tự từ Iran. Tổng thống Ukraine vừa đặt câu hỏi tại sao Anh bắn hạ máy bay không người lái UAV và tên lửa của Iran hồi tháng 4, nhưng lại để Nga gây ra thiệt hại lớn cho Kiev. Khi đó, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và UAV về phía Tel Aviv. Không quân Hoàng gia Anh lập tức điều động từ máy bay chiến đấu từ các căn cứ ở Đông Âu để tạo thành lá chắn bảo vệ xung quanh không phận Israel. Phố Downing sau đó xác nhận đã bắn hạ một số máy bay không người lái Iran và điều bổ sung máy bay chiến đấu trên bầu trời Iraq và Syria. Giải thích cho quyết định này, Thủ tướng Anh khi đó là ông Rishi Sunak cho biết nếu đòn tấn công của Iran thành công thì hậu quả sẽ không lường trước được. Tại sao Anh và phương Tây không can thiệp vào Ukraine như cách đã làm ở Trung Đông? Tổng thống Zelensky đặt câu hỏi, tại sao Ukraine lại không được hưởng sự bảo vệ tương tự như Israel? Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra lời phàn nàn kể trên sau khi Nga phóng 200 tên lửa và UAV đánh vào các cơ sở năng lượng nhằm làm tê liệt mạng lưới điện của Kiev hôm 26 tháng 8, theo Daily Mail. Phía Ukraine cho biết khoảng 15 tên lửa và 20 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ trên bầu trời thủ đô Kiev. Chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa nếu lực lượng không quân của các nước láng giềng châu Âu hoạt động phối hợp với máy bay F-16 và hệ thống phòng không của chúng ta. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh. Ông nói thêm, Mỹ, Anh, Pháp và các đối tác khác của Ukraine có đủ sức mạnh để giúp chúng tôi ngăn chặn các cuộc tấn công. Đã đến lúc các đối tác phải hành động quyết đoán. Tổng thống Zelensky cũng lặp lại lời kêu gọi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Rạng sáng 26 tháng 8, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn phối hợp vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, sử dụng nhiều loại tên lửa từ trên không, mặt đất và trên biển. Quân đội Ukraine cho biết thêm, khi tập kích lực lượng Nga còn phóng tên lửa đạn đạo và hành trình từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95, tiêm kích bom Su-34, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 cùng các bệ phóng khác. Ukraine đã sử dụng tất cả các vũ khí và thiết bị có sẵn,
để chống lại cuộc tấn công trên không, bao gồm máy bay, các đơn vị tên lửa phòng không của không quân, các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng thủ Ukraine và các đơn vị tác chiến điện tử. Phòng không Ukraine hạ 201 trong số 236 mục tiêu trên không. Tuy nhiên, trang Business Insider chưa thể xác minh tuyên bố của Ukraine. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oletschuk tuyên bố tất cả các vũ khí và thiết bị có sẵn đã được sử dụng để đẩy lùi đòn tập kích trên không, không quân, lực lượng tên lửa phòng không của không quân, các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng vệ Ukraine và các đơn vị tác chiến điện tử. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC John Kirby cho biết Washington đang tập trung cung cấp cho Ukraine các tổ hợp phòng không quan trọng và đạn tên lửa để ngăn chặn những trận tập kích tương tự ngày 26 tháng 8. Ông Kirby nói thêm, hệ thống phòng không của Ukraine đã hoạt động thật sự tốt trong trận tập kích này. Một số quả đạn đã lọt qua nhưng phần lớn bị đánh chặn. Chúng tôi phải đảm bảo Ukraine có thể tiếp tục làm điều này. Đây được xem là cuộc tấn công lớn nhất của Nga trong nhiều tháng qua và được cho là để trả đũa cuộc tấn công xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk ở miền nam nước Nga. Đợt tập kích quy mô vào ngày 26 tháng 8 của Nga vào Ukraine cho thấy hạm đội Biển Đen vẫn đáng gờm mặc dù chịu tổn thất nặng nề. Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau trong trận tập kích, bao gồm 28 tên lửa hành trình Kalibr được phóng từ tàu chiến mặt nước và tàu ngầm ở phía đông Biển Đen. Sự tham gia của hạm đội Biển Đen của Nga cho thấy đơn vị này vẫn có khả năng thực hiện các đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraine, bất chấp thiệt hại nặng nề thời gian qua. Ukraine từng tuyên bố đánh chìm, làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu hồi năm 2022. Theo trang Business Insider, đây là động thái đáng chú ý giữa lúc Kyiv không có lực lượng hải quân mạnh. Quân đội và lực lượng an ninh Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào xuồng không người lái hải quân và tên lửa chống hạm nội địa để kiềm chế sức mạnh hải quân Nga. Sau cùng, chiến dịch của Ukraine buộc hạm đội Biển Đen phải rút lực lượng khỏi trụ sở chính ở góc tây nam của bán đảo Crimea và di dời sang phía đông gần Nga hơn. Đây là nơi tên lửa Kalibr được phóng vào Ukraine trong ngày 26 tháng 8. Bất chấp thiệt hại đáng kể mà hạm đội Biển Đen hứng chịu, người phát ngôn hải quân Ukraine thừa nhận Nga vẫn duy trì hiện diện hải quân đáng gờm ở khu vực, trong đó có tàu chiến mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra. Ukraine thiệt hại lớn, bị đẩy lùi khỏi loạt khu vực ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 8 cho biết đã ngăn chặn những nỗ lực tấn công của Ukraine theo hướng Komarovka, Spanoye, Korenevo, Gorebi và Ovovka. Theo hãng tin Reuters, lực lượng Nga đang tìm cách xác định và loại trừ các đơn vị của Ukraine ẩn náu trong rừng nhằm tìm cách xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho rằng cuộc tấn công sẽ khiến hàng ngàn binh sĩ Ukraine mắc kẹt trong một mặt trận mới vốn không có nhiều tầm quan trọng về mặt chiến lược cũng như chiến thuật. Kể từ khi cuộc xâm nhập diễn ra, Nga cho rằng Ukraine đã thiệt hại 73 xe tăng, 61 xe bọc thép chở binh sĩ và 404 xe chiến đấu bọc thép ở khu vực Kursk. Cũng trong ngày 26 tháng 8, Nga tuyên bố tấn công lực lượng Ukraine tại hơn một chục địa điểm dọc theo mặt trận ở khu vực Kursk, nơi Ukraine kiểm soát một phần lãnh thổ Nga sau khi xâm nhập 20 ngày trước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tiến thêm 3 km ở khu vực Kursk, kiểm soát thêm 2 khu định cư tại đó. Trong khi đó, Nga thông báo đã tấn công lữ đoàn cơ giới số 22 và 115 của Ukraine, lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 82, lữ đoàn bảo vệ và hỗ trợ tại ít nhất 12 địa điểm khác nhau. Moscow cho biết họ cũng đã đẩy lùi các cuộc tấn công tại 7 địa điểm khác ở Kursk và tấn công lực lượng Ukraine tại 16 địa điểm ở khu vực Sumy, Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của nhóm lực lượng phía Bắc cùng với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương theo hướng các khu định cư Kremyanoye, Malayalovnya và Nechayev. Điện Kremlin vào hôm 26 tháng 8 cho biết Nga sẽ có phản ứng đối với cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực Kursk và ý tưởng đàm phán ngừng bắn với Kiev không còn phù hợp nữa. Hàng ngàn binh sĩ Ukraine đã vượt qua biên giới Nga vào ngày 6 tháng 8. Đây là cuộc tấn công bất ngờ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin cho là nhằm cải thiện vị thế đàm phán của Kyiv trước các cuộc đàm phán tiềm năng và làm chậm bước tiến của lực lượng Nga trên mặt trận.
người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những hành động thù địch như vậy không thể tiếp diễn mà không có phản ứng phù hợp, chắc chắn sẽ có hành động phản ứng. Ông Putin cũng đã nói rằng Ukraine sẽ nhận được phản ứng thích đáng, nhưng vẫn chưa nêu rõ phản ứng đó là gì. Theo hãng tin Reuters, ông Peskov bác bỏ thông tin một số cuộc đàm phán ngừng bắn bí mật diễn ra giữa Moscow và Kiev. Ông Peskov nhấn mạnh, không có cuộc đàm phán nào cả, có rất nhiều thông tin về các cuộc tiếp xúc khác nhau trên phương tiện truyền thông, và không phải tất cả đều đúng, chủ đề đàm phán hiện tại đã không còn phù hợp. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!